Không biết có ai đã từng bị gọi là nhiệt chưa? Chứ tôi đang bị rất là nhiều những cái vết nhiệt trong mồm. Nó gọi là mẹ tôi hay trêu tôi là lở mồm long móng đấy mọi người. Đau quá. Nè, mọi người thấy không? Ừ. Có thấy bị nhiệt được cái là cái bên này của tôi nó bị sưng hơn bình thường không? Thấy không? Thấy không? Là cái phần môi này nó bị nhiệt ngay chỗ này rồi. Cái tự nhiên cái nó sưng đi lắc đi. Đau quá. Khó chịu lắm. Eo ơi, khó chịu lắm ấy, ăn uống mất ngon ấy. Ăn uống gì? Ăn rau càng cua đi, rau càng cua. Để mai anh đi chợ đi chứ coi. Không phải bị nhiệt, không phải ăn đồ nóng đâu, mà tôi cảm thấy là tôi bị nhiệt là tại vì khi mà tôi ăn uống những gì ấy thì tôi bị cắn vô, mọi người hiểu không? Mọi người bây giờ mà mọi người bị tự nhiên cái đang ăn vậy là xong cái cắn vô cái phần này là khi mà mọi người nhai 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 cái tự nhiên mọi người không biết tại sao tự nhiên mọi người đã cắn vô một cái đó, thế xong đầu nó bắt đầu lở ra, nó thành những cái vết nhiệt mà nó còn đau đớn hơn nữa là những cái khúc mà nó đang bị nhiệt rồi, đang bị nhiệt rồi mà lại cắn vào đấy tiếp. Ôi giời ơi, đau thế. Nó cứ phải gọi là tận cùng của đau đớn đấy. Người yêu bỏ cũng không thể nào mà đau được như vậy đâu. Đau mà nó ứa nước mắt đấy. Kiểu đang bị nhiệt rồi nha mọi người, xong cái mọi người ăn một cái là mọi người lại cắn vô phân nữa. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. X10 nỗi đau. Gì chị Lucy đâu hả? Chị Lucy là vừa mới đang livestream ở trong kia xong, bây giờ là chị Lucy đang phải chụp job. Bận bịu lắm em ạ, chứ không có rảnh rỗi, chứ anh rảnh rỗi anh ngồi livestream mọi người. Chắc là tí chị Lucy ra giờ mọi người đợi xíu. Đợi một xíu. Trời, hôm nay tôi muốn lên thì khoe mọi người là tôi vừa mua được rất 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 nhiều body Smith. Mọi người đã bao giờ xài body mist chưa? Ăn miếng mận, xin phép mọi người ăn một miếng mận một cái. Trời, cả mận này màu hồng, mình mặc áo màu hồng luôn. Anh nhàn rỗi. Không, anh áo anh bận trên Shopee. À, áo này hết rồi. Lêu lêu. Áo này hết mất rồi em ạ. Ừ. Bị nhiệt ở bên này nên bây giờ cứ phải nha trong bên này. Mà thi thoảng tôi còn bị kiểu mà khi mà bị nhiệt bên này, xong tôi ăn uống tôi nhai bên này, cái tự nhiên tôi cắn nốt vào bên này, thế thành bị nhiệt cả hai bên, đau lắm. Nói chung khó chịu, cái nhiệt là một cái gì rất là không nên tồn tại trên thế giới này, quá đau. Quả roi á. Ừ, ngoài miền Bắc người ta cứ gọi quả này là quả roi. Ngày xưa tôi ở ngoài Bắc, ngày xưa tôi ở ngoài Bắc thì tôi hay gọi quả này là quả roi, nhưng mà vào trong đây người ta gọi là quả mận. Lần đầu tiên khi mà tôi đi mua trái cây, khi mà tôi đi mua trái cây, tôi kêu là cho em một ký mận, cái tự nhiên người ta mang ra quả này, mà tôi là đang thèm ăn cái quả mận, mà cái quả mận ngoài Bắc á, quả mận mà nhỏ 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 tròn tròn như thế nào ăn chua 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 đó đó. Đây là cho em một ký mận, với tự nhiên người ta mang quả này. Thế chị ơi, quả này là quả roi mà. Thế quả roi là quả gì? Trong một roi ha. Anh đi du lịch mà em tưởng anh ở ẩn không, úi giời ơi, tôi lại kể cho mọi người nghe. Là tôi đi du lịch nhưng mà tôi quên điện thoại ở nhà. Trời ơi, tôi cảm giác như là tôi là như là khỉ luôn đấy. Mình đang ở một cái thời kỳ rất là hiện đại, internet mạng kỹ thuật số là nó phủ sóng, mình thì không mang điện thoại đấy, đi chơi đi trước là không có cái gì để dùng. Hải Dương hello bạn, hello bạn, không có một cái gì để dùng em ạ. Hôm ấy là anh ra sân bay, anh không biết sao mà hôm ấy cái lúc mà anh đóng vali hôm ấy cái lúc mà anh đóng vali thì bà Lucy làm rơi cái điện thoại của anh vô vali, thì anh cúi xuống anh nhặt, xong rồi anh để lên ghế, xong rồi anh mới đóng cái vali lại đấy. Anh đóng vali lại xong anh tèn 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 anh đi xuống nhà, bà Lucy bà giục anh là anh ơi, à nhầm,
Dương ơi nhanh lên trễ rồi. Thế là mình lúc ấy là có hai cái điện thoại ở trên ghế. Thì bà Lucy là bà ấy có tận 3 cái điện thoại lận. Mà bà ấy xài 3 cái. Tôi xài có 1 cái 1 thôi. Cái tự nhiên có hai điện thoại trên ghế, tôi mới vớ một cái. Xong tôi đút túi quần, tôi cứ tưởng cái đấy là của tôi rồi. Đó, xong rồi tôi một tay kia tôi vớ cái hộ chiếu, bây giờ tôi nhét ra đây. Thì cái hộ chiếu nó cũng kiểu bản ra ấy. Thế là tôi nhét đi nhưng mà tôi không nhớ là tôi nhét cái hộ chiếu ở đây. Tôi tưởng là tôi cầm hai cái điện thoại, một cái điện thoại của bà, một cái điện thoại của tôi rồi. Đến lúc là tôi móc túi quần ra, tôi xem mấy giờ, không biết là trễ chuyến bay không, đi sợt mã rồi kia. Rút ra thì thấy quyển hộ chiếu, xong rút cái điện thoại ra, điện thoại của bà Lucy. Thế là xu luôn, không điện thoại xài mọi người. Thì áo anh đang mặc có bán không? Trời trời, không nào, livestream cũng đòi bán áo đang mặc thế thì không hiểu là kiểu gì đấy. hôm nào livestream chỉ muốn ngồi livestream nói chuyện thôi, mà hôm nào lên livestream cũng của anh ơi, anh có bán áo anh đang mặc không, quái gì trời, sao anh chưa up hình anh đi du lịch, thì làm gì có điện thoại mà chụp hình để mà up trời. Xong rồi tôi xài điện thoại của Lucy, nhưng mà điện thoại của Lucy thì tôi lại không vào được Messenger, không vào được IG, không vào được TikTok, tại vì tôi không có nhớ mật khẩu. Ôi dồi ôi, cầm cái điện thoại 3 ngày trời là chỉ có chơi cái trò gì Hungry Shark á. Mọi người có biết cái trò Hungry Shark không? Trò Hungry Shark mà tải ở trên App Store về miễn phí mà không cần ạc gì ấy, là vô là chơi trò cá mập ăn thịt rồi. Ôi dồi, nó cứ phải gọi là buồn, như về thời kỳ đổ đá luôn, cứ như là mẹ đi chơi với con đấy, thật sự đấy. Hello, à gì, cảm ơn fan VIP nha, cũng may là anh để quên ở nhà chứ không thì các bạn nhắn tin quá trời, các bạn nhắn tin hỏi là ủa anh Dương ơi, chị Lucy ơi, hai anh chị giận nhau cái gì hả, mà sao em thấy hai người không có đăng story. Sao em thấy hai người không có đăng story? Trời ơi, có điện thoại đâu mà đăng. Làm gì có điện thoại mà đăng. Gì? Ra tiệm thuốc mua thuốc bôi nhiệt miệng á, mau lành. Không, anh anh cũng biết vậy nhưng mà anh làm biếng em ạ. Hồi tóc ngắn anh để tên gì vậy? Tóc ngắn anh để là kiểu sport em ạ. Sport. Áo anh đang mặc có bán không? Cái áo này là tôi tính để đến tận ngày mùng 10 mới bán cơ. Mọi hiểu không? Áo này là hết rồi nhưng mà tôi mới restock về hàng hôm nay. Tôi dự định là mùng 10 tôi mới bán. Mọi người cứ đòi tôi bán thế. Livestream nào lên cũng đòi bán. Người ta có plan là mùng 10 mới bán, mọi người đợi được không? Đợi tới mùng 10 mua được không? Đợi tới mùng 10 được không? Bán đi anh. Nói giọng nam nghe anh nhá. Ủa nói giọng nam sao ta? Hãy gọi mình là Dương Thổ Dân. Anh ơi anh có đi ăn cưới đám cưới của Tố Nhi không? Em ạ, à, anh không có quen. Anh có đi ăn đám cưới của chị Lưu Hà Trinh. Sắp tới là sẽ có đám cưới của chị Lưu Hà Trinh, à, và tôi nghĩ là sẽ có rất 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 nhiều những cơm chó ở trong cái đám cưới đó. Em có áo anh đang mặc rồi, áo đẹp lắm em ạ. Không mua là phí, mặc cái áo rất là xinh luôn. Cả nam cả nữ mặc đều lấy thân rất là xinh. Rất là xinh đấy. Tắt like đi ngủ thôi anh ơi á. Trời ơi sớm mà, anh like một xíu, anh like đến tầm 12 giờ anh ngủ nhá. Đây, người đây, cho mình coi. Người biết đây cái gì không, có ai xài cái này không. Mới mua một lỗ. Có ai xài cái này không? Anh tập cái gì mà cao vậy, anh chả tập cái gì cả. Cái hồi mà anh đang dậy thì là anh đi bơi rất rất nhiều em ạ. Xong cái anh cao nhất nhà luôn, anh cao hơn bố anh luôn. Bố anh là có 1m70 mấy thôi, tự nhiên cái lòi ra anh 1m80 mấy. Có anh ơi à, nghe là cái body mist thơm lắm, rất thơm. Anh là có một cái suy nghĩ là, ý là anh là có một cái gọi là cái gì đây, quan niệm
gọi là cái quan niệm mình có thể không đẹp nhưng mà nhất định mình phải thơm, hiểu không? Nhìn anh giống người nước ngoài á. Anh cảm ơn em nha. Đau quá. Body mist em ạ. À, bán hàng đi anh. Cái này tôi cũng đang tính lấy về tôi bán.